Hiện nay, xu hướng chuyển đổi xanh đang ngày càng trở nên mạnh mẽ và được đánh giá là một bước chuyển mình quan trọng giúp các doanh nghiệp sản xuất thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững. Theo đó, Phương Nam Panel xuyên suốt sứ mệnh phủ xanh thế hệ cam kết đồng hành với chính phủ về giảm phát thải ròng bằng không đến năm 2050. Là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam và uy tín không chỉ khu vực châu Á, với các dòng sản phẩm Sandwich Panel PIR, Conrock Rockwool chống cháy, cách nhiệt. Với những nỗ lực không ngừng, Phương Nam Panel đã và đang tích cực đồng hành với các doanh nghiệp chủ đầu tư từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Trong năm 2024, thông qua các sản phẩm mới, công nghệ mới được áp dụng, Phương Nam Panel sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong và ngoài nước theo hướng chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và cùng các doanh nghiệp Việt phấn đấu đạt được mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và nâng cao chất lượng sống cộng đồng. Thay mặt cho ban lãnh đạo của Phương Nam Panel, thì Trúc Linh kính chúc quý vị khán giả, quý đối tác khách hàng cùng toàn thể anh chị em đồng nghiệp thân quý có một mùa xuân ấm áp sum vầy bên gia đình. Song song cùng nhau đón một năm mới Giáp Thìn thật là nhiều năng lượng, quyết chí, quyết thắng cho tất cả các mục tiêu đều thành và đạt. Không chỉ tại Phương Nam Panel nói riêng và Việt Nam nói chung, với một cái niềm tin chắc chắn hơn cho tương lai bằng tất cả các sự nỗ lực như là hiệp lực của tất cả chúng ta vì một Việt Nam phát triển bền vững và vì mọi người nhà nhà ấm no hạnh phúc.